I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. Cặp đấu giữa đội chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Sức nóng của trận đấu này thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của người hâm mộ. Vinlyteun sẽ phải đứng trước một step cực lớn từ các khán giả trên sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay. Các cổ động viên của Nam Định tất cả đã sẵn sàng và đây là thời điểm mà chúng ta chuẩn bị được chứng kiến hiệp 1 của trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai chính thức được bắt đầu trên sân động Thiên Trường. Khá hay, đây là Mạnh Hùng. Mạnh Hùng cần phải nhanh hơn. Quốc Hường vẫn đang là cao thủ áo vàng. Quả tạt của Mạnh Hùng khá nguy hiểm. Rồi, và đó là đang dành cho Dược Nam Hà Nam Định. 1-0 dành cho đội chủ nhà từ rất sớm và ghi bàn của Lâm Anh Quang. Lâm Anh Quang có một sức dướn tuyệt vời và bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Hãy cùng xem lại pha bóng này, không hề có lỗi việt vị. Cú đi rất gần với thủ môn Lê Văn Trường và nó đã khiến cho người giữ khung thành của Hoàng Anh Gia Lai không thể có được một phản xạ tốt hơn. Tỷ số là 1-0. Một đường truyền kỹ thuật có chủ đích rõ ràng của Trần Mạnh Hùng, một trong bốn cái tên của Dược Nam Hà Nam Định được triệu tập và được tập trung tới đây từ ngày 5 tháng 8 của đội tuyển U22 Việt Nam. Quả đá phạt của Lương Xuân Trường với những gì đã diễn ra ở trận đấu trên sân Thanh Hóa. Kim Bông Jin, Lê Văn Sơn, đó là pha thoát xuống của Văn Toàn. Văn Toàn đang ngang nhưng không có một tiếng còi nào cất lên. Không có quả phạt 11m. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã xua tay. Mình hãy chờ xem là chân sút phạt tốt nhất của V-League trong 2 năm gần đây sẽ làm gì. Bóng chạm vào hàng rào. Khá nguy hiểm. Một pha phối hợp đá phạt tương đối bất ngờ của cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định. Người đã chạm bóng cuối cùng là Diego Pereira. Cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc lần này sẽ là Triệu Việt Hưng. Không được. Minh Vương, Đinh Xuân Việt đã rời xa khỏi khung thành. Khá nguy hiểm. Bóng hướng tới vị trí của Felipe Martin. Một tình huống mà hàng phòng ngự của Dược Nam Hà Nam Định đã chơi khá là bập. Trước đó thì họ để cho Minh Vương, một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, có được khoảng trống và suýt chút nữa đã có một pha đánh đầu tốt ở nhịp chạm bóng đầu tiên của mình. Quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Khá nguy hiểm. Một pha dứt điểm hụt ở cự ly chừng chỉ có 3m rồi thôi. Ít phút thi đấu vừa qua là những phút thi đấu mà hàng phòng ngự của Dược Nam Hà Nam Định trở nên mong manh trước những tướng bóng bổng, đặc biệt là những tướng cố định. Xuân Trường đường chuyển khá hay. Trong một thế trận khó khăn như thế này, người ta rất cần tới những pha bóng như vậy. Đá phạt của Lương Xuân Trường với những gì đã diễn ra ở trận đấu trên sân Thanh Hóa. Ngày hôm nay các cầu thủ Nam Định có lẽ là sẽ phải cực kỳ hạn chế những tướng phạm lỗi ở gần khu vực 16m50. Khá nguy hiểm. Thank you.
đang được xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Felipe Martins. Không quay theo kèm với Minh Vương. Và Felipe Martins đã có một tình huống tiếp ứng cần thiết để mang về bàn thắng cho đội khách. Văn Toàn đang có khoảng trống. Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Toàn, liệu có bàn thắng thứ 8 cho Văn Toàn hay không? Động tác giả nhưng không vượt qua được Tony Abaji. Ngày hôm qua thì Văn Quyết đã ghi một bàn thắng trong pha xử lý tương tự vào lưới của Megamix Bình Dương. Ngày hôm nay thì Văn Toàn vừa rồi đã không vượt qua được Tony Abaji. Sĩ Minh, phút 80. Thế Vương, đường leo biên là của hậu vệ cánh phải Quốc Hương. Quốc Hương, tuyến ơi, không vào. Quá đáng tiếc cho đội bóng của huấn luyện viên Văn Sĩ và Văn Dũng. Đó là pha dứt điểm của Diogo. Chậm chậm lấy đà ngắm nghía rất kỹ và đánh bại được thủ môn Lê Văn Trường, nhưng trái bóng lại chạm vào xà ngang. Hết sức đen đủi cho Dương Nam Hà Nam Định ở tình huống dứt điểm này. Vào đà cực kỳ chắc chắn. Một loạt những tình huống tranh chấp. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy. 3-1. Nguyễn Phong Hồng Duy. Văn Toàn. Bàn thắng được ghi. Nhưng có vẻ như là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. Dường như không phải là lỗi việt vị của Văn Toàn mà đó là pha phạm lỗi của hậu vệ Dương Nam Hà Nam Định đối với Nguyễn Phong Hồng Duy. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Ba cầu thủ Xuân Trường, Minh Vương, Nguyễn Phong Hồng Duy đều có khả năng sút phạt tốt ở cự ly này. Quả đá phạt của Minh Vương. Bóng không đi trúng khung thành. Thường xuyên được vang lên ở những phút vừa qua. Động tác giả khá hay. Cố gắng. Sút xa. Bóng lại bị chặn lại bởi chính Gustavo. Đây là Gustavo. Lâm Anh Quang. Có quá đông các hậu vệ của đội bóng áo trắng. Đinh Văn Trường. Vũ Thế Vương. Sĩ Minh. Sút bóng. Đâu vào. Sân chân bóng ướt là một trong những điều kiện đã khiến cho Diogo Pereira không có một pha dứt điểm tốt. Cơ hội dành cho một tình huống sút xa. Có tới 3 nhịp quạt bóng trước khi có được tình huống dứt điểm của Lê Sĩ Minh. Phút 90 và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Hoàng Gia Lai. Cơ hội cuối cùng dành cho Nam Định, Sĩ Minh. Và sau đó là pha bóng lúng túng giữa Hạ Long và Gustavo. Sẽ không có quả đá phạt góc. Đã là một tình huống sai lầm. Trọng tài đang cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai hưởng phép lợi thế. Tốc độ của Văn Toàn là không thể phủ nhận. Quá nhiều khoảng trống. Ngọc Quang. Sau nhịp quạt bóng vừa rồi thì cơ hội đã trôi qua. Và cơ hội phản công dành cho Anh Gia Lai. Không có lỗi việt vị. Hết sức chậm rãi. Vẫn đang làm an toàn. Và đây là Châu Ngọc Quang. Quá cầu toàn. Phút đá bù giờ thứ 4.
Diogo, Vũ Thế Vương nỗ lực đánh đầu. Hai đều cho Sơn Nam Nam Định, tuyệt vời. Như đã nói, V-League những vòng đấu gần đây là những bàn thắng ở những phút đá bù giờ. Dược Nam Hà Nam Định vừa có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Hoàng Anh Gia Lai, và cụ thể là Châu Ngọc Quang, đã quá cầu toàn với những pha xử lý cuối cùng của anh. Anh hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu này, nhưng không. Và bây giờ thì Dược Nam Hà Nam Định đã có bàn thắng thứ hai để san bằng tỷ số. Tỷ số là 2-2. Vòng đấu trước là vòng đấu Hoàng Anh Gia Lai có được 3 điểm trọn vẹn từ những phút đá bù giờ. Nhưng ngày hôm nay thì họ không bảo vệ được thành quả. Họ đã để thủng lưới ở phút đá bù giờ thứ tư. Tỷ số được san bằng 2-2 cho các cầu thủ chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Trận đấu giữa Dược Nam Hà Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Động Thiên Trường đã chính thức khép lại một cuộc rượt đuổi về mặt tỷ số với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai bên.